Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự tổ chức tọa đàm khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với đá trông K9. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2022 và 65 năm ngày lần đầu Bác Hồ về đá trông. Với hơn 45 báo cáo tham luận của các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã đề cập một cách khá toàn diện, sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh với đá trông K9, về quá trình gìn giữ và phát huy giá trị của khu di tích, làm sâu sắc hơn về tư duy chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chọn đá trông là nơi làm việc của Người và Bộ Chính trị. Quyết sách quan trọng có tính lịch sử của Đảng, Nhà nước khi chọn đá trông là nơi gìn giữ thi hài Bác trong những năm tháng chiến tranh và phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử văn hóa khu đá trông K9 trong giai đoạn mới. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia Liên Xô, Liên bang Nga đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đá trông K9 giai đoạn 1969-1975.